Xin chào các bạn nha, mình đang có mặt ở sân bóng chạy nội nha. Hôm nay là cuộc thi diều ở chạy nội to các bạn, xã Hưng Lạc. Những quả diều rất đẹp các bạn nha. Rất đông các bạn nha, hôm nay các cháu mọi người đến xem rất đông các bạn. Đó, những con diều lóc khéo các bạn. Những diều lóc khéo các bạn nha. Tôi nhờ thằng Tuân Dịnh đâu nhỉ? Vài bỏ anh em Tuân Dịnh đứng sẵn đi. Này, người đến xem rất đông các bạn nha. Các cháu. Chứa mại cánh mắt mất hút này. Sợ vãi lồn. Mày gọi ông Bình không bảo? Để ông con diều lóc khéo các bạn. Giờ này chuông kêu nhanh hơn. Ôi giờ mẹ A gọi con này chuông nhà thò kêu quá. Bình ơi. Đặt đây là đặt giữa sân. Cứ đặt lên giữa sân tí anh em đông vui thả lên. Con của Huấn mà mang đây cho điểm nhất đấy nhỉ. Huấn ơi, thằng Lý cầm về rồi. Đâu? Cái đâu xanh xanh nhỉ? Mang hai con xuống. Cho lên cứ hai khoảng độ hai cái một thôi. Nhưng mà xong ra buộc xong lại cứ hai cái một lên tiếp. Nhưng mà hôm nay đừng có sấn sân bóng làm gì. Đúng rồi, không hôm nay buộc giãn hết, giãn hết như này. Buộc giãn cách ra. Ở đây đồng rộng thì cắt liên tục. Cắt tí xuống nữa được. Buộc có tí con 4 mét sang mới có chịu để nó đâm. Đang diều lóc ghép các bạn ạ, đang lóc ghép nha. Ông đấy chỉ có nghiêu một bên thôi. 4 mét đấy. Bảo cầm mẹ về. Mẹ ơi. Ô dàn ba này anh em thả không? Của em có. Đi ba cái anh nhỉ. 16 vâng. 6 lên. Này con này hôm bảo tao cầm về cả rồi. Bây giờ lóc ghép các bạn. Anh yên tâm, anh nhìn bỏ cãi nhau luôn, không biết sáng nào, sao nào. Chiều bé bé này hay. Rất đông. Thích bé, mẹ này. Đầu cánh to như đứa năm hai xưa này. Giặc luôn. Chú đâm ra, chú quay lại xa xa kêu. Rồi đây nha các bạn nha. Hôm nay mình đang có mặt ở chạy nội này các bạn này. Đấy, nhìn đẹp chưa là các bạn nha. Rồi đây 70 các bạn nha. Đây 70 bộ này kêu một phát thì là vãi đầu luôn. Rồi. Đấy các bạn nha. À, đấy các bạn nha. Đây mình đang có mặt ở chạy nội các bạn này. Nhìn chiếc sáo và chiếc diều rất đẹp các bạn nha. Rồi các bạn xem. Ui, các bạn thích chưa? Nghe tiếng sáo đã mẹ vang trời đất rồi các bạn ạ. Thế hôm nay còn gió còn không to các bạn ạ. Sang được bên thả em ơi, sang được bên. Sang được bên thả nó không người bên thả đây thì đất. Bắt đầu gió to à. Hôm nay ngày thi diều ở chạy nội các bạn nha. Ôi, sáo kêu to chưa. Rất to các bạn.
bài thi diều của chạy nội các bạn nha. Đem ra khắp cánh đồng để đâm các bạn. Hôm nay là như ngày hội luôn, như ngày hội tháng riêng của chạy nội các bạn nha. Cánh đồng tóc cò vay các bạn nha, rộng mênh mông luôn các bạn ạ, của một làng quê nhá. Con diều màu xanh nhá các bạn. Diều vang rời luôn các bạn nhá. Những cái quấn dây các bạn nhá. Đấy các bạn nhá, rất đẹp diều. Đây là ngày thi diều của trại nội các bạn nha. Rất đông các bạn ạ. Đây là ngày thi diều của trại nội các bạn nha. Sáu đi sáu rồi các bạn. Anh Hải ơi, đứng dẹp ra cho em diều lên cái. Cột điện rồi. Và rồi nó trao dài quá nó vào cột điện. Mới sáu kêu to chứ các bạn. Ôi. Đây này, hội diều các bạn nhá. Đấy nha. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đang có mặt ở sân bóng chạy nội to này. Hôm nay là ngày hội thi diều các bạn nhá. Rất hâm mộ diều này, đến đông như ngày chạy hội luôn các bạn ạ. Cơm tìm luôn. Đấy, hôm nay ngày thi diều như chạy hội luôn các bạn. Tối là cháu được lên chú ý chú. Tối là được mà. Cái này chia sẻ nhiệt tình lên. Này chạy nội to là sẽ lên truyền hình, hôm nọ lên rồi đấy. Nhưng hôm nọ chỉ đâm mấy cái con ở đây thôi. Hôm nay đã đông rồi. Quy Thành đến từ chạy nội. Lại gió trên lại hết rồi là chào. Rất đông rồi bạn. Cậu bé ăn thích ra xem diều nha. Này các bạn xem xong ấn kênh ủng hộ nha. Ủng hộ mình và ủng hộ chạy nội to nha. Hôm nay là cả đá bóng các bạn này. Này ngày thi diều và ngày thi cả đá bóng luôn nha.
rất yêu thể thao và yêu diều bạn nha. Cháu bé đi xem diều này. Con diều mini ghép nha, cạnh ghép nha bạn nha. Đấy, con diều màu tím giờ rất đẹp các bạn. Hôm nay là gió hơi bé các bạn nhé, nay không gió to. Đúng ra là diều không được đứng các bạn nha. Đây, ngày thi diều đi như đông như kẻ hội luôn các bạn. Cháu đi ra xem diều. Rồi, có cả đá bóng. Ở đây ai lấy đâu? Khéo rách của anh ấy.